Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh thị trường kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, hướng đến mục tiêu chiến lược cải cách hệ thống thuế của Bộ Tài chính, trong năm 2015 đã có 3.000 đại lý thuế và năm 2020 dự có sẽ có 8.000 đại lý thuế tại Việt Nam. Song đã kết thúc năm 2015, con số 3.000 đại lý thuế đã không đạt được như kỳ vọng. Câu hỏi đặt ra là vì sao đại lý thuế chưa được phát triển như kỳ vọng, giải pháp nào để thúc đẩy phát triển hệ thống đại lý thuế theo mục tiêu mà Bộ Tài chính, Chính phủ đã đề ra. Chuyên đề Tài chính thuế tuần này sẽ đi phân tích và bình luận những vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trước khi tìm hiểu nguyên nhân tại sao một loại hình dịch vụ được thế giới sử dụng khá lâu nhưng còn mới mẻ với những doanh nghiệp Việt Nam, thì chúng ta cần phải hiểu khái niệm về đại lý thuế, những lợi ích mà dịch vụ này mang lại. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề này. Đại lý thuế là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân được cơ quan thuế cho phép hoạt động trong lĩnh vực thuế và thay mặt doanh nghiệp thực hiện kê khai thủ tục thuế. Hay có thể hiểu đơn giản, đại lý thuế là cầu nối giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Là một công ty đại chúng với 6 công ty thành viên, doanh nghiệp này có một đội ngũ kế toán chi nhánh ngành dọc khoảng 50 người và đều là những kế toán viên người Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, hiện nay đội ngũ nhân sự này mới chỉ đáp ứng được cơ bản một số yêu cầu về công tác kế toán, chứ chưa được toàn diện như một phòng tài chính mà công ty mong đợi. Chính vì vậy, kể từ khi lên sàn năm 2007 cho đến nay, công ty chọn lựa dịch vụ tư vấn thuế và kiểm toán của Deloitte Việt Nam, một trong những công ty kiểm toán lớn trên thế giới. Lý giải cho việc đưa ra lựa chọn này, lãnh đạo công ty này cho biết dịch vụ tư vấn thuế tốt hơn, qua đó tránh những rủi ro. 5 năm gần đây thì do cái hoạt động M&A thì chúng tôi đã thành một tổng công ty có 6 công ty thành viên, trong đó có 3 công ty con. Đòi hỏi trong cái hạch toán của từng công ty độc lập thì chúng tôi phải có cái báo cáo hợp nhất. Ngoài cái nỗ lực của toàn bộ cái hệ thống quản trị công ty lên được cái hạch toán tự hạch toán, thì công ty kiểm toán độc lập có vai trò rất quan trọng trong vấn đề xác định tính đúng, tính minh bạch, tính công khai của mọi hoạt động công ty trước các nhà đầu tư và có trách nhiệm về những con số, những cái ý kiến của mình. Là đại lý thuế là một đơn vị được ủy quyền hợp pháp của doanh nghiệp và được ký trực tiếp vào hồ sơ khai thuế, kê thuế khi nộp lên cơ quan thuế. Và điều này cũng có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp là khi đã sử dụng dịch vụ đại lý thuế thì giảm các nỗi lo về thuế, cũng như thế là doanh nghiệp có thể tập trung vào kinh doanh. Các doanh nghiệp thì người ta tập trung nhiều vào kinh doanh và có thể là người ta sẽ không thể có được một cái đội ngũ, đúng hơn là người ta không hiệu quả để có một cái đội ngũ mà chuyên nghiên cứu về các cái luật thuế, và như vậy thì người ta sử dụng những cái dịch vụ thuê ngoài, đấy là cái dịch vụ của đại lý thuế. Thì đại lý thuế sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái việc tuân thủ, hiểu các cái quy định về thuế, hỗ trợ cho họ làm hồ sơ kê khai thuế. Và chúng ta phải nhìn là đây là một cái cách mà làm giảm thiểu cái chi phí, vừa giảm thiểu chi phí của doanh nghiệp thông qua cái việc sử dụng các cái dịch vụ mang tính chuyên môn, và đồng thời là giảm thiểu các rủi ro cho họ trong cái việc là chúng là không tuân thủ về thuế. Còn đối với các cơ quan thuế thì đại lý thuế phần nào giúp cơ quan thuế giảm tải được những áp lực về công việc khi số lượng doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, cũng như việc giảm bớt thời gian thủ tục hành chính khi làm việc với những đơn vị có hiểu biết chuyên sâu về thuế. Thì cơ quan thuế thay vì là chúng ta có thể phải làm việc với hàng trăm nghìn các cái doanh nghiệp khác nhau, thì có thể làm việc với một cái số lượng đại lý thuế mà những người có trình độ, có chuyên môn, và như vậy họ sẽ đảm bảo được cái việc quản lý cũng như là việc thu và việc thực thi các cái luật thuế tốt hơn. Tức là mình vừa giải đáp, mình vừa thậm chí là kê khai cho doanh nghiệp, và thậm chí là có những cái trao đổi giúp doanh nghiệp và cơ quan thuế họ có những cái hiểu biết chung. Nhiều cái mâu thuẫn thì vấn đề trở lại là đúng là mỗi người tham báo thêm một quan điểm. Thế nhưng mà rõ ràng là chúng tôi với những người đã làm việc rất là nhiều năm với các cái đơn vị, với cái thực tế, rồi với cơ quan thuế và doanh nghiệp, thì chúng tôi có những cái đứng ở giữa, nói với họ thêm là tình hình như thế nào, vấn đề là xử lý ra làm sao. Thế và bản chất thì cũng để cơ quan thuế hiểu thêm về doanh nghiệp. Trên thế giới, tại một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, số lượng người hoạt động trong lĩnh vực đại lý thuế rất lớn. Nhật Bản là 72.000 người trên tổng số 52.000 cán bộ thuế. Đức là 79.000 người và có tới trên 93% số người nộp thuế thực hiện khai thuế qua đại lý thuế. Trên thế giới, thuật ngữ đại lý thuế và dịch vụ đại lý thuế đã trở nên quá quen thuộc với doanh nghiệp ở các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. Nhưng tại Việt Nam, mặc dù được quy định và cho phép từ Luật Quản lý thuế năm 2006, nhưng cho tới nay, hệ thống đại lý thuế trên cả nước đang ở mức phát triển rất chậm và số lượng doanh nghiệp trên cả nước thì ngày càng tăng cao. Tính tới thời điểm hiện tại, số đại lý thuế có đủ giấy phép hành nghề trên cả nước chỉ đạt 280 đại lý, tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tức là con số này chỉ chiếm khoảng 1/10 so với mục tiêu mà chính phủ đã đặt ra. Vậy những nguyên nhân nào khiến cho một mô hình đem lại nhiều lợi ích lại chưa được phát triển rộng rãi? Mời quý vị cùng đến với phóng sự sau. Công ty Kiểm toán VVP là một trong những đơn vị đăng ký hoạt động đại lý thuế từ năm 2014. Tuy nhiên, với hơn 300 khách hàng hiện tại mà doanh nghiệp đang làm các thủ tục liên quan đến tài chính, thì không có lấy một đơn vị nào đăng ký tham gia dịch vụ đại lý thuế. Mặc dù khách hàng của đơn vị này chủ yếu là các doanh nghiệp FDI, rất cần hỗ trợ về tư vấn chính sách thuế tại Việt Nam, nhưng họ lại không lựa chọn dịch vụ này. Ở Việt Nam thì cái hệ thống pháp lý cũng như những cái yêu cầu của cơ quan thuế thì nó cũng chưa được rõ ràng và cái yêu cầu về chứng từ của cơ quan thuế cũng rất nhiều và trên thực tế là doanh nghiệp không thể đáp ứng nổi những cái chứng từ của cơ quan thuế yêu cầu. Do vậy tôi nghĩ có một vấn đề rất lớn giữa khoảng cách cái kỳ vọng, tức là các đại lý thuế thì cũng chỉ có thể là làm giảm rủi cho doanh nghiệp chứ không thể dẫn đến tuyệt đối, nhưng mà doanh nghiệp thì người ta lại kỳ vọng rằng là cần phải tuyệt đối cho chúng tôi. Còn ở chiều ngược lại, trên góc độ doanh nghiệp, kế toán của doanh nghiệp này chia sẻ, đối với những doanh nghiệp lớn thì vấn đề khiến họ e ngại khi tham gia dịch vụ đại lý thuế chính là việc thông tin tài chính bị tiết lộ. Còn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì vấn đề chi phí của doanh nghiệp chưa cho phép. Các doanh nghiệp mà nếu mà đã có điều kiện về ấy thì có thể họ sợ rằng nếu mà tiếp cận với đại lý thuế thì hầu như về tình hình tài chính của công ty là sẽ bị một bên thứ ba biết hết. Thì có thể đối với cái vấn đề các doanh nghiệp lớn mà có tình hình tài chính ổn định ấy, có điều kiện thì họ ngại trong cái vấn đề đấy. Còn nếu mà vấn đề như đối với doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi ấy, thì nó lại ngóc lại vấn đề ngược lại, có nghĩa là chúng tôi lại cái tình hình tài chính của chúng tôi lại không đáp ứng được cái việc là thuê đại lý thuế. Mới đây xung quanh cuộc tọa đàm về phát triển đại lý thuế do Hội Tư vấn Thuế tổ chức sáng ngày 15 tháng 4 tại Hà Nội, nhiều đại lý thuế đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại khiến đại lý thuế chưa phát triển. Trong đó phải kể đến vẫn chưa có đầy đủ hành lang pháp lý để đại lý thuế hoạt động tốt. Các đại lý thuế hiện nay nếu theo chức năng cụ thể thì chỉ làm các thủ tục là thay mặt người nộp thuế để làm các dịch vụ thủ tục về thuế, khai thuế, kế toán thuế vân. Bên cạnh đó những việc rất là quan trọng, ví dụ như là kế toán thuế, lập báo cáo tài chính, rồi về chế độ, về hóa đơn chứng từ, rà soát vân vân, rồi thay mặt người nộp thuế để bảo vệ họ khi hoặc là giải trình khi làm việc với các cơ quan thanh tra, kiểm tra với tòa án thì chưa có quy định. Bàn luận về vấn đề trên, đại diện một công ty tư vấn tài chính và kế toán cho biết, một số doanh nghiệp cũng đã phản hồi có hiện tượng một số cán bộ thuế không muốn đại lý thuế phát triển. Đánh giá về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Trí cho rằng, nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của đại lý thuế sẽ giảm được tình trạng gian lận thuế. Do đó cần phải có sự phối hợp giữa các đơn vị để cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ. Đứng về trách nhiệm của Bộ Tài chính là yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ là phối hợp cùng với hội là rà soát và đánh giá thực trạng trong cái thời gian vừa qua của cái tổ chức đại lý thuế là hoạt động của được trong những năm vừa qua như thế nào, của 50% này, để từ cơ sở đó mà đánh giá rút ra những nguyên nhân được và chưa được, những kinh nghiệm đặt ra trong cái việc mà phát triển phủ khắp trên phạm vi cả nước là 63 tỉnh thành có đại lý thuế. Thì đây là một cái công việc mà chúng tôi cho rằng là cần phải tập trung đánh giá thực trạng, xong rồi có cái biện pháp, cách làm trong thời gian tới. Theo kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế ở Việt Nam, Bộ Tài chính đã đặt ra mục tiêu cho đến năm 2020 sẽ có 8.000 đại lý thuế hoạt động. Tuy nhiên, kết thúc năm 2015, con số 3.000 đại lý thuế vẫn chưa đạt được, thì rõ ràng con số 8.000 đại lý thuế cũng không hề đơn giản. Đẩy mạnh phát triển hệ thống đại lý thuế được xem là một trong các giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ đối tượng nộp thuế, đảm bảo thi hành pháp luật được chính xác, thuận tiện, hạn chế vi phạm, tiết kiệm chi phí xã hội và chi phí cho người nộp thuế, tiến tới đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính lĩnh vực thuế. Vậy cần phải làm gì để hệ thống đại lý thuế được phát triển hơn nữa? Mời quý vị cùng đến với phần ghi nhận sau của phóng viên VITV. việc đầu tiên là chúng ta phải tuyên truyền để mọi người hiểu được cái vai trò của đại lý thuế. Nó không phải là cái vai trò môi giới hay là như mọi người thường nghĩ. Đây là một cái dịch vụ chuyên môn. Và những người có chuyên môn, những người đấy họ đưa ra những cái ý kiến tư vấn và nó có lợi cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tập trung những cái thời gian công sức của họ vào công việc kinh doanh, họ sẽ làm ra được nhiều lợi nhuận hơn. Thì cái phần chi phí mà họ bỏ ra cho chúng tôi, cho các đại lý thuế nó sẽ thấp hơn với cái chi phí mà họ sẽ phải bỏ ra nếu như tuyển những cái người như vậy trong đấy. Thì chúng ta phải nhìn vào cái bài toán hiệu quả. Và cái bài toán hiệu quả này chúng ta cũng sẽ nhìn ở phía bên cơ quan thuế cũng như vậy, cũng sẽ nâng cao cái hiệu quả về quản lý và thu thuế. Thì từ trên Bộ Tài chính thì có những cái văn bản hướng dẫn thật chi tiết về các hành lang pháp lý của ngành nghề đại lý thuế, cũng như thế là phổ biến tuyên truyền để cho người dân, người nộp thuế, người sử dụng dịch vụ đại lý thuế người ta có thể hiểu rõ nhất, cũng như thế là để đưa cái dịch vụ đại lý thuế đến người nộp thuế. Nên giảm cái lượng chứng từ yêu cầu lưu giữ tại doanh nghiệp. Thì vừa rồi tôi thấy là Bộ Tài chính có rất nhiều những cái hướng dẫn để giảm cái giờ nộp thuế cho doanh nghiệp, nhưng vẫn thiên về góc độ thủ tục là nhiều, chứ chưa thiên về góc độ là giảm bớt cái quy định, cái yêu cầu về số lượng chứng từ cho doanh nghiệp. Nên là cái thời gian để chuẩn bị chứng từ cho doanh nghiệp đang rất là vất vả. Phải làm thế nào để nâng cao cái ban hành được cái hệ thống hành lang pháp lý. Và vừa rồi thì quyết định Bộ 20 của Bộ Tài chính đã đưa ra cái chương trình, trong đó là gì? Là phải xã hội hóa cái hoạt động nghề nghiệp của đại lý thuế, làm cho đại lý thuế trở thành một cái hoạt động chuyên nghiệp, có cả chất lượng, về đảm bảo cả chất lượng và về cả cái đạo đức hành nghề. Và trên cơ sở đó thì sẽ là cái cầu nối để giúp người nộp thuế. Tuy nhiên, một là phải có cái hành lang pháp lý, cái thứ hai là cơ quan thuế phải tạo điều kiện để quảng bá hình ảnh của các cái đại lý thuế đối với người nộp thuế, để cho người nộp thuế biết để sử dụng các cái đại lý thuế đó. Cái thứ ba nữa là ngay bản thân đại lý thuế cũng phải là cố gắng học tập nâng cao cái trình độ nghiệp vụ, phải là rất chuyên nghiệp, rất là giỏi trong lĩnh vực đó, và đồng thời có cả chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Thì với như thế thì là kể cả những người nộp thuế họ cũng nhìn vào, họ tin cậy, và cơ quan thuế khi sử dụng cũng yên tâm. Có thể nói là trong cái quyết định 420 của Bộ Tài chính là ban hành ngày 3 tháng 3 năm 2014. Thì trong cái quyết định này thì đã có một cái kế hoạch về cái việc mà chỉ đạo trong cái tổ chức hệ thống tư vấn thuế đến năm 2020 có 5 nội dung. Mà trong đó là có một cái nội dung đặc biệt quan trọng, đó là giảm được cái chi phí thời gian cho doanh nghiệp cũng như là cho người dân đó, thì chúng tôi cũng đặt rất là trọng tâm cái chỗ này. Mục tiêu mà Bộ Tài chính đặt ra giai đoạn 2011-2015 là có tối thiểu 3% số người nộp thuế là pháp nhân sử dụng dịch vụ đại lý thuế, tương đương 14.640 doanh nghiệp. Nhưng đến nay thì mới có hơn 2.000 doanh nghiệp khai thuế qua đại lý thuế. Có thể thấy kết thúc giai đoạn 1, kết quả cũng chưa đạt được như kỳ vọng. Rõ ràng mục tiêu lớn là có 50.000 doanh nghiệp sử dụng đại lý thuế cho tới năm 2020 thì còn gian nan hơn. Năm 2016 cũng là thời gian cần thiết để các cơ quan chức năng sớm đánh giá tổng kết và đưa ra phương hướng cho các năm tiếp theo, làm sao để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ dịch vụ này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề Tài chính thuế của chúng tôi. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.